Hôm trước Cao Giang tặng bạn nộm tai heo, các bạn đã làm chưa? Hôm nay mình lên thêm một siêu phẩm cho Tết này, tai heo ngâm chua ngọt cực dễ làm để cả tháng không hỏng. Cùng Cao Giang làm nhé. Công thức chuẩn từng gram, nấu là ngon. Nguyên liệu không thể thiếu chắc chắn là 300 gram tai heo. Đây là một bộ phận khá là nhạy cảm. Sau khi mua về dùng muối giấm để làm sạch, sau đó đem cạo một lần nữa. Hôm bữa mình có làm nộm tai heo, nhiều bạn bảo không cạo lông tai heo à? Ôi mình có chứ, nhưng để hết 100% thì rất khó. Bắc một nồi nước, cho thêm vài củ hành, muối hạt và chút giấm, đun sôi, cho tai heo vào luộc trong khoảng 20 phút. Món này muốn tai heo trắng không bị thâm, mình nên cho thêm chút giấm vào luộc cùng. Trong thời gian luộc tai heo, mình đem ngâm 30g rau tiền vua với nước cho nở. Rau này khi khô thì nhìn rất ít, nhưng khi ngâm nở thì có thể nhiều gấp 3 lần. Dùng 100g cà rốt đem thái sợi to, thành phẩm ăn sẽ rất giòn. Màu sắc chủ đạo của món này mình sẽ sử dụng màu xanh của rau tiền vua, màu đỏ của cà rốt trông sẽ rất bắt mắt. 3 củ tỏi, 2 củ hành, mình đem thái mỏng. Một số bạn ngâm tỏi hay bị xanh là do tỏi non, vậy nên các bạn sử dụng tỏi già, loại một nhánh như mình càng dễ làm nhé. Cho chút giấm và đường đảo đều, như vậy thì topping sẽ ngấm gia vị và ngon hơn. Rau tiền vua sau khi ngâm nở, rửa sạch và thái vừa ăn. Các bạn có thể ngâm 2-3 nước, vắt thật kiệt giúp rau được ngấm gia vị hơn. Mình dùng 3 quả ớt sừng đỏ, 2 quả ớt cay, rửa sạch, lọc bỏ hạt và thái nhỏ. Ớt sừng có tác dụng làm cho món ăn của mình thêm màu sắc hơn. Ăn bây giờ không chỉ để no mà còn đẹp mắt phải không cả nhà? Tai heo sau khi luộc vớt ra ngay âu nước đá. Làm như vậy tai heo của chúng ta sẽ giòn sần sật. Các bạn lưu ý phải sử dụng âu nước đá sạch và đảm bảo vệ sinh, nếu không sẽ làm cho món ăn của chúng ta rất nhanh hỏng. Vớt ra để ráo, sau đó sẽ thái sợi tai heo. Khâu này cần một con dao thật sắc để thái. Mình lấy phần sụn của tai heo ngâm, hạn chế lớp mỡ và da. Sụn giòn sần sật ăn tới đâu là mê tới đó. Cho vào âu chút đường, muối và giấm bóp đều, thêm đá lạnh và tiếp tục bóp khoảng 2 phút. Việc này sẽ giúp loại bỏ nhiều nhất mỡ từ tai heo, làm nước ngâm chua ngọt của mình trong veo để cả tháng vẫn ngon. Mình lặp lại khoảng 2 lần, sau đó rửa thật sạch cùng với nước lọc, vớt ra và để ráo. Nước ngâm tai heo được xem là linh hồn của món. Hôm nay Cao Giang sẽ chia sẻ cho bạn cùng làm nhé. Cần 400ml nước, 130g đường, 19g muối, 50g giấm, cho lên bếp đun vừa khuấy đều cho các nguyên liệu hòa tan. Sau khi sôi chúng ta nhấc ra và để thật nguội. Bí quyết có độ chua ngọt hài hòa trong vắt để cả tháng không hỏng. Trong lúc đợi nước ngâm chua ngọt, mình cùng trộn các nguyên liệu lại với nhau, sau đó cho vào hũ. Các bạn cố gắng sử dụng hũ thủy tinh cho đảm bảo nhé. Rót thêm nước ngâm chua ngọt vào là chúng ta có ngay một hũ tai heo ngâm chua ngọt, rau tiền vua rất đẹp mắt đúng không cả nhà? Cho vào tủ lạnh và có thể sử dụng sau 2 ngày. Khi ăn, mình sắt thêm chút lá chanh trộn đều sẽ ngon và bật vị hơn rất nhiều. Như vậy, mình đã hướng dẫn các bạn xong món tai heo ngâm chua ngọt. Rất dễ làm, nguyên liệu dễ mua đúng không cả nhà? Tết này các bạn tha hồ chủ tài làm cho gia đình ăn. Chắc chắn ai cũng sẽ được khen khéo tay cho mày xem. Follow Cao Giang để nhận thêm nhiều công thức nấu ăn ngon nha. Nấu ăn cùng Cao Giang, công thức chuẩn từng gram, nấu là ngon.